Để tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động và tiến tới dừng những cơ sở không đủ điều kiện tại làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ra quyết định tăng cường nhân lực cho tổ công tác liên ngành nhằm rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Theo đó, từ ngày 19 tháng 11, huyện Yên Phong đồng loạt triển khai 6 tổ chốt kiểm tra các phương tiện ra vào thôn Mẫn Xá và cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn. Mỗi tổ chốt gồm 18 thành viên là các cán bộ của Công an tỉnh, Công an huyện Yên Phong và lực lượng an ninh trật tự cơ sở xã Văn Môn hoạt động 24/24 giờ. Các tổ chốt có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm về môi trường, nhất là việc vận chuyển nguyên vật liệu, xỉ thải, chất thải, rác thải công nghiệp ra vào cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá và các cơ sở cô đúc kim loại trên địa bàn thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn. Là kiểm soát toàn bộ các phương tiện ra vào cụm làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn và các phương tiện vận chuyển vào trong thôn Mẫn Xá nhằm để phát hiện đối với các hành vi chở chất xỉ thải nguy hại, qua đó thì kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý triệt để các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Song song với công tác kiểm tra kiểm soát, lực lượng chức năng còn tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho quần chúng nhân dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Từ đó tạo sự đồng thuận của nhân dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại làng nghề Mẫn Xá. Em thấy việc dừng sản xuất trong thời điểm hiện tại rất chi là ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Qua một thời gian chính quyền địa phương có đến để khuyên các hộ gia đình lên có những cái phương án xử lý để không ảnh hưởng đến môi trường, và có khuyên những hộ đang sản xuất, đang đốt lò là tạm dừng để có những cái biện pháp xử lý. Và theo chủ trương đấy thì em hoàn toàn ủng hộ với cơ quan chức năng, chính quyền. Và bản thân em cũng như những người dân thôn Mận Xá là mong muốn là các cơ quan chức năng là có biện pháp để coi như là làm cho môi trường nó trong sạch để người dân có sức khỏe tốt. Đến thời điểm này, huyện Yên Phong đã tổng hợp đề nghị cơ quan chức năng xử phạt 74 doanh nghiệp, hộ sản xuất tại cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn. Theo kế hoạch, bên cạnh việc tiếp tục kiểm tra các hộ còn lại trong cụm làng nghề, lực lượng chức năng vẫn ứng trực 24/24 giờ để kịp thời phát hiện và xử lý các hộ cố tình đổ thải trộm hoặc sản xuất trái phép. Việc thành lập các tổ chốt là bước tiếp theo quan trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, sự quyết tâm của tỉnh và huyện Yên Phong nhằm kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi trường, tiến tới xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường tại Văn Môn.